Ôi, chào mọi người, chào mọi người. Cái nào cái kênh Xuân Cỏ chơi với em. Đó, nay khách hàng lại lên đây thử máy này mọi người này. Bay máy của chúng tôi á là bao gồm rất là nhiều những dòng sản phẩm được anh chị em cũng như là khách hàng thân thương quý mến đến xem tận nơi. Trước mắt tôi là một em Dodge Volvo. Đây là đời 2000 đời mình mới lấy về nên chưa để ý đến đời. Có gì mình sẽ nói ở phần sau phần mô tả mọi người nhé. Thì bên mình nói thật với các bạn, đây là con Hyundai này, bên kia một con nữa kìa. Nói chung là bên mình thì đa số là Volvo, không hiểu mọi người. Khách hàng bên mình là fan của Volvo rồi. Mình sẽ xích lại gần cho các bác coi một em này. Đẹp long lanh chưa?
401 triệu con này. Thường thì bên mình đa số nó phun vô. Hỏi sang cho quý khách hàng thân thương xem một con này nữa. Em muốn vô đời 2013 đây. Con đời 2013 nằm bên này. Con 2013 này thì sẽ rất là tốt khi mà quý khách hàng mua về để làm. Con vừa nãy mình quay cho các bạn coi ấy, thì con đấy là đời 2010. Đây là 2013 này. 2013 cái cabin nó thiết kế khá là khác so với con đời 2010. Thấy không? Cái cabin này. Bên xung quanh là nó ốp kính cực kỳ là đẹp. Rồi đến phần máy của em 2013. Quý khách hàng thân thương có đến với máy của chúng tôi mua hàng thì hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại của mình góc trái màn hình video mọi người nhé. Bên mình rất là vui và được phục vụ quý khách hàng thân thương trên kênh của mình. Đó. Con này nữa cũng đổi 2013 luôn này. Cabin này, nhìn thấy chưa? Gặp mưa đồng hoàng nhá, không phải giọng vừa đâu. Anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của bên mình để được phục vụ cách chi tiết nhất. Đến cái bãi máy của chúng tôi thì anh em cứ tha hồ mà lựa chọn cho mình những sản phẩm siêu phẩm từ bên của kênh. Con này thì mình sẽ bán với cái giá tiền 340. Con này với con này. Hai con đời cao. Còn những con đời thấp kia thì vừa rồi mình đã nói là 170. Có thương lượng một chút cho anh em nào đang cần. Đó. Nó khá là đẹp. Cabin này nó khác hẳn với cả cái cabin của cái con đời thấp đây. Mấy con đời thấp này thì cabin nó kiểu vậy. Còn mấy con đời cao nào nó sẽ làm kính chắn liền luôn. Rồi bây giờ mình xin phép dừng video ở đây nhé. Mọi người xem video kênh Máy Xúc Cần Cò, CVN cho mình một like, một share, chia sẻ, đăng ký kênh. Rất là vui khi được phục vụ tất cả mọi người. Bên kia thì mình đang có con Volvo nữa. À, Hyundai, xin lỗi mọi người. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nhé.